Kênh Mua Lăng thân kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày mùng 9, hơn cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 10 tháng 5 năm 2023. Thì mình có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Thì tất cả mặt hàng mình trồng thuần đều rễ ổn định và trồng trên những cái chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị mình về treo lên trăm. Không thêm cái bước xử lý nào nữa hết. Thì cái giá mình bán là bao cước hoàn chỉnh toàn quốc cho những đơn hàng từ 130 lên. Đó, còn dưới 130 cái nhà mình gộp đơn, hai đơn mình bao cước nha. Đó, ở đây thì mình trồng hoàn chỉnh bằng vỏ thông hết, đóng hàng rất là kỹ, đóng giá thể không rớt ra ngoài, cố định dầu bằng dây rút vô hình thùng, về cái nhà mình nhớ cắt dây rút trước khi lấy cây ra. Thì trước khi bán hàng thì mời cả nhà mình ngắm cái cây vũ nữ sô cô la, bữa nay nó nở căng rồi, nó thơm quá trời luôn, một hương thơm rất là ngọt ngào, hoa rất chi là đẹp cả nhà, hương thơm rất là ngọt ngào luôn. Những cây này ngọng dài quá mình không xếp cho cả nhà mình được, còn số cây thôi mình sẽ bán cho cả nhà mình những cây là nó chuẩn bị, là nó bật mầm, là chuẩn bị hoa nha. Đó, nó bật mầm lên nó sẽ cho hoa. Còn đây là bài liễu xưa, hoa rất là thơm, rất là bền hoa. Ở nhà nhớ cái chậu nào từ trước lễ á, nó chỗ hoa trước lễ biết bao lâu nữa đó, mình quay cho cả nhà mình xem đó. Ở trước mình quay nó hơi ồn, cả nhà mình cố gắng nghe giùm nha. Đó, mình quay trước lễ biết bao lâu mà tới bữa nay hoa nó vẫn còn rồi tươi rồi gói luôn, không có chơi vấn đề gì nha, rất là bền hoa luôn. Hôm trước này xe chạy ồn quá. Đây cái bensuda nè, cũng quay cho nhà xem trước lễ tới giờ nè, hoa rất là thơm luôn. Đó, rất là bền hoa nha. Đó, rồi giờ mình đi làm sao bán hàng cho các nhà mình nha. Thì cũng mong được sự ủng hộ từ các cô chú anh chị mình. Đó, ai ủng hộ được xin chân thành cảm ơn. Hình số 1 ngọc thạch ba màu, rất là xa hoa lắm luôn, chưa đâu những cái thằng này còn lại nó vẫn cho hoa tiếp luôn nha, chứ không phải là nhiêu đó thôi đâu, này nó còn bự lên nữa chứ nó không phải bị lớn đâu, nụ còn bự lên nữa, rễ cứng chậu. Hình 1 ngọc thạch ba màu 100k gộp đơn ngọc thạch ba màu. Hình số 2 Lan Thiên Nga sổ số nha, này mình không có lựa cả nhà mình được nha, lựa nó về nó không ra đúng mặt hoa kỳ lắm, mình bán sổ số 100k gộp đơn. Hình số 2 rồi, hình số 3 là cái dáng hương ngô quạt 170k bao cước, dáng hương ngô quạt. Dễ thôi, khỏi phải bạn luôn. Hình số 3. Rồi hình số 4 là cây hoàng nhạn tháng 8, rất là đẹp nha, hoàng nhạn tháng 8 180k bao cước, 180 bao cước. Hình số 4. Hình số 5 là cái quế lan hương, quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lan hương. Dễ, ok, khỏi phải lo, trồng hoàn chỉnh một quả thông cho chậu phi 20, cây lá xếp kích kịch luôn, dòng lá ngắn. Hình số 5 170k bao cước. Hình số 6 mà cát đại, cánh trắng họng hoàng xanh, rất là đẹp nha, mầm lên cho hoa luôn. Cát đại một lá, nhìn cái lá nó bự nè, lá thồn chưa. Hình số 6 120k bao cước. Hình số 7 là một cây cát tím, cát hàng mặt tử tím, dòng cát hai lá xưa nha, hàm góc lên rất là đẹp. Đó, cát hàng mặt tử giờ nó cát mới ra lai lai không à, mấy dòng này giờ nó cũng ít. 120k gộp đơn. Hình số 7. Hình số 8 là cây thập hoa nha, rất là đẹp luôn, rễ cứng chậu. Dễ là cả nhà mình khỏi lo luôn, dễ thôi, có các bạn mầm thân tơ không, chuẩn bị xuống lá chờ hoa nha. 120k gộp đơn. Hình số 8. Rồi qua hình số 9 nè, một cặp quế tím, cặp này thì mình để tự nhiên, thì giờ cả nhà mình kích rễ vài lần nữa ra rễ nha, tại mình có mấy cây mình không có bình nhỏ cho nên mình không có kích rễ, nhưng rễ nó vẫn ra ít thôi.
quay kỹ ra ưng thì chốt. Giờ mình treo gì nó cũng ra rẻ nhưng mà nó lâu một chút. Hai giò 150 bao cước, cây lớn không, quế tím bây giờ kiếm cây lớn giờ cũng hiếm. 150 bao cước. Cây này nó nhảy con đấy nè. Hình số 9, 150 bao cước quế tím. Hình số 10 là mình lên cho cả nhà mình cây bú nữ sô cô la nè. Mấy mầm này lên nó sẽ cho hoa nha. Mấy mầm nè. Mấy mầm nè. Mấy mầm này lên nó sẽ cho hoa nè. Đó. Bú nữ sô cô la nãy mình có quay ở trước cho cả nhà đầu clip á. Cho cả nhà mình xem đó. Hình số 10 170k bao cước. Trồng hoàn chỉnh bỏ thăm cả nhà mình luôn chậu phi 16. Hình số 11 long tu sân 100k gộp đơn, rễ cứng chậu. Mầm gốc đậu bạc tiếp nữa đó. Hình số 11 100k gộp đơn, hình số 12 là thạch học té một dòng hoa lan, là vừa chơi hoa lan vừa làm thảo dược. Bông của nó lấy nấu trà cũng được không sao hết. Dòng dễ trồng dễ chăm. Trồng hoàn chỉnh cho cả nhà mình hết luôn rồi đó. Hình số 12 120k gộp đơn, chậu lùm luôn. Chậu phi 16 lùm. Hình số 13 là một cây cát xổ số nha. Cát đại một lá. 120k gộp đơn. Hình số 13, hình số 14 là một cái giò hạt quỷ bắc. Rồi cái dòng này là chậu phi 30, chậu lớn nha, phi 30 nha. 260k bao cước. Cuối năm thì cái thằng này trên 1 mét hết, về cuối năm ngắm hoa luôn. Rồi hình số 15 là một cái giò cát, một giò kiều cam nha. Cái giò này nói chung nó không được đẹp, nó rễ thì ok, mầm gốc đang bắn. Về chủ yếu mình nuôi mầm gốc nha. Còn mấy cái thằng này nó không được đẹp, nó vẫn cho hoa bình thường nha, nhưng mà nó không được đẹp, nó trụi lá nó không được đẹp thôi. Đó, về giờ anh đáng cho nhà mầm gốc lại đẹp lại nè. Nó còn nhảy mầm nữa nha, chứ không phải nhiều đi thôi đâu. Hình số 15 là 80k gộp đơn. 80k gộp đơn nha. Ai ưng này chốt gộp đơn. Dòng này là ok luôn. Dễ chăm. Hải yến nè, hoa màu trắng tím rất là thơm luôn. Hình số 16, 100k gộp đơn. Dễ khỏi mấy bạn. Hình số 17 là hạt vĩ thiên cung. Hình số 17, 100k gộp đơn. Hình số 18 là cũng hạt vĩ thiên cung. Giò này rất là đẹp luôn. Ghép trụ đứng nè, này dành cho không gian hẹp. Nó sẽ bẻ đầu nè, bẻ đầu xuống như nè. Đó, bẻ đầu xuống như nè. Không có cái nào trùm như cái nào chứ. Rất là đẹp luôn. 120k gộp đơn, hình số 18. Hình số 19 là cái lan phượng vĩ. Hoa màu đỏ rực rỡ nha. Cây lớn, cây lựa không. Điều băng. 120k gộp đơn, hình số 19. Hình số 20 là một cái giò một cái cây nữ hoàng bóng đêm nha. Dòng này hoa thơm cực kỳ luôn. Hoa nó sẽ thơm vào ban đêm, ban ngày nó không thơm nha. Từ 18 giờ đấy lên nó sẽ thơm. Giờ nó thơm càng về khuya nó càng thơm. Thơm cực kỳ thơm. Dòng này hoa nó màu trắng. Một cái mầm gì nó sẽ cho một bông hoa nè. Hoa to. Đó, cái thân nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà hoa nó to. Nó như vậy đó. Trước mình có bán cái dòng nữ hoàng bóng đêm cái bông màu tím á, cũng y chang vậy, thơm cực kỳ thơm luôn. Cái này màu trắng nha, này mầm nó lên nè, cả nhà mình nhìn nè, chi chích không biết nhiều mầm nữa nè. À, quá trời mầm rễ thôi, cứng chậu luôn. Về cái nhà mình tháo mấy dây cố định này ra nha. Cái này mình để nữa mình đóng hàng cho nó chắc, cho nó an toàn cây á. Hình số 20 100k gộp đơn. Hình số 21 là mình lên thêm cả nhà mình cái đen gô xuân, rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi cây nó lên tới móc luôn rồi nè, nó cao á. Để bàn tay cả nhà mình hình dung nè. Trên 40 rồi đó. Đen gô xuân dòng này nó không có cao đâu, mà mình nuôi gì là nó cao dữ lắm rồi đó. Dễ khôi hay vàng luôn. Nhà mình thấy rễ sình dần không, cực kỳ đẹp. 120k gộp đơn, hình số 21. Hình số 22 là mạc xuân nè, bản lá lớn thằng lớn nè. Trồng này dễ trồng dễ chăm, cuối năm chơi hoa nha, hoa tết. 100k gộp đơn. Hình số 22, hình số 23 là mạc xuân, bản lá lớn thằng lớn nè. Mình quay rất là kỹ, mình không có phóng đại gì hết. Mầm bên đây là cao luôn, rễ cứng chậu khỏi phải lo. Hình số 24 là hình số 23
Mạc Xuân 150k bao cước. 150k bao cước mà hình số 24 nè, một cặp gâu hùm nè. Cái này mới búp chưa nở. Hoa quanh năm, dòng này thì hết nó hoa cái gì ha, vậy nhà mình trồng lên cái chậu lớn nó nhanh lớn rồi. Mà nó hoa hoài luôn, nó không có lúc nào nó ngớt hoa. Một cặp gâu hùm này là 140.000 bao cước. 140 bao cước cho một cặp hai chậu. Hình số 24. Hình số 25 là hoàng phi hạt đang xuống lá chuẩn bị hoa nha. Quá trời nó sưng mắt. Dòng này xài hoa lắm luôn, hoa to, thơm. Rễ ok. Mầm gốc đang lên, còn mặt mầm nữa nha. Cái rễ đẹp. Lan gừng nó phải xuống lá nhìn trụi trụi vậy đó, nhưng mà nó không sao hết. Nó phải xuống lá nó mới cho hoa được. Thân tơ nó cho hoa thì thôi luôn. 130k bao cước hình số 25. Rồi hình số 26 là cẩm cù. Cẩm cù này là cánh hồng đậm nhị đỏ nha. Hoa rất thơm luôn. Một cái chậu giò lùm vậy luôn. Về cả nhà mình treo lên thôi. Đó, mình đóng hàng mình sẽ dồn nó xuống nha. Dồn nó xuống cho nó gọn. Giờ cả nhà mình kéo nó lên. Mình để luôn nguyên dây cố định vậy đó. Mình dồn nó xuống. Rồi mình đóng hàng về cả nhà mình kéo lên. 180k bao cước hình số 26. Cánh nó hồng đậm luôn. Mà nhị nó đỏ. Hoa thơm. Hình số 27 là dáng hương đuôi sóc. Sóc ta sóc thơm đó. Cây lớn. Mấy dòng mà là bản lá xếp bằng lá ngắn gì nè. Mới đáng chơi. Cái lá nó rất là chắc, xếp cái kịch luôn. Đó, hai cái lá nó không yếu mà nó đẹp. 100k gập đơn hình số 27. Hình số 28 là hài gấu xanh, 80k gập đơn. Đó, hình số 29 là kiều tím miền Trung đang sưng mắt quá trời luôn. Nhàm dính sưng à. Quá trời luôn. Nói chung là thằng nào nó cũng đang sưng. Mầm đang lên, mầm gốc đang lên. Mầm này lên là rễ nó ra cứng chậu luôn đó. Hiện tại giờ rễ nó ra mà ít thôi nha. Qua kỹ cả nhà mình ai ưng thì chốt. Đó. Trên giữa nó ra thấy không? Thấy không? Nhưng mà cái dòng này dễ lắm. Giờ cho mầm gốc lớn chút nữa là rễ ra cứng chậu luôn. 160k bao cước hình số 29. Hình số 30 là thập hoa. Cây lớn nha. 80 phân. Cây này là từ 80 để lên đó. Lên khỏi móc luôn rồi. Mày kéo lên là khỏi móc luôn rồi. Khỏi móc cả tắc luôn. Mầm lên tôi tủa rễ cứng chậu. Thập hoa 150k bao cước hình số 30. Hình số 31 là vàng thảo voi. 120k gộp đơn. Rễ cứng chậu. Mầm lên tu tủa hình số 31 hoàng thảo voi. 120 gộp đơn. Hình số 32 là một con trâu bốc trụ. Bị lỗi lá một chút nha nha. Nhưng mà con này lá xếp rất là đẹp luôn, rễ là ok luôn, đọt là ok luôn. Chậu phi 20. Về treo lên thôi, cái này mình giải độc rồi hết trơn, trở về vị trí ban đầu, về cái nhà mình đưa phân thuốc vô là hấp thu luôn. Lá nó mở ra nó cứng luôn rồi. 100k gộp đơn hình số 32. Hình số 32 là 100k gộp đơn. Chậu gừng bốc trụ. Con này thì hoa nó màu trắng tím, sổ tại vườn rồi. Hình số 33 là một cặp tiểu hồ điệp gừng đang nụ nè. Chậu phi 16. Một cặp hàng gừng thì nó không có đẹp mướt mát như hàng công nghiệp đâu, tuy nhiên nó rất khỏe mạnh. Cái dòng này về cái nhà mình, hàng gừng thì về cái nhà mình treo một lớp lưới 75 cho 100 nắng mưa nắng thoải mái luôn. Rễ cứng chậu cặp này bán cả nhà mình 150k bao cước hình số 33. 150 bao cước. Hình số 34 là hoàng phi hạt đang xuống lá chuẩn bị hoa nha, cho nên nhìn thấy chuỗi nó xinh mắt lắm luôn. Xinh mắt lắm. Xin xuống tới đây luôn. Hình số 34 là 80k gộp đơn. 80k gộp đơn. Hình số 35 là một con trâu rất thái, rất là đẹp luôn. Con này hoa số nha. Lá xếp khích gịch, không có bị sao hết. Lá đồ là ok luôn. Mấy cái dòng này mình về mình giải độc rồi cho nó hết rồi.
cho nên mình giải độc rồi nó đàng hoàng mới giữ được bộ lá cho nó. Đó, nó mới ra rễ nha. Giải độc không phải cả nhà mình giải độc phun giải độc nó 2-3 lần là nó hết đâu, không có đâu. Cả tháng trời. Cả tháng trời rồi gặp nhầm con là mới nặng nặng nó bị thuốc nhiều quá nó nặng nặng là đi luôn á. Đó, mấy con nào mà ok gì là ngon lành nè, về đưa phân thuốc vô là hấp thu luôn. Rễ rồi ra ngon lành luôn. Hình số 35. Cây này hoa số số nha cả nhà. 280k bao cước. Hình số 36. Lan đầm lầy. 100k gộp đơn. Hình số 36. Hình số 37 là cây bà liễu xưa, dòng hoa lan nổi tiếng. Bà liễu xưa đầu clip mình có quay hoa cho cả nhà mình xem đó, ở phía trước đó. Thằng này về chuẩn bị hoa đó, thằng này chuẩn bị hoa nè. Mầm gốc này nó sẽ cao hơn thằng mẹ. Nó cứ vậy mà nói tiếp hoài luôn. 180k bao cước, hình số 37. Hình số 38 là cây ben soda rất là đẹp. Cao lên tới móc ở trên luôn rồi. Rễ kìa, khỏi phải lo luôn, cứng chậu luôn. Rễ năng vậy đó, mầm gốc đang lên luôn. Cây này về đã thắt đọt cái là thằng này chuẩn bị hoa nè. Và mấy dòng này là hoa quanh năm hết. 200k bao cước, hình số 38. Cũng là hình cuối cùng. Rồi hôm nay hoa lan thơm có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị mình, rất mong được sự ủng hộ từ các chú anh chị mình. Cả nhà mình ai ưng hình nào chú mình đó liên hệ trực tiếp mình qua số điện thoại 0766 837 646, có ghi trên tiêu đề kết nối Zalo mình đặt hàng dễ hơn. Cả nhà mình ai xem video chưa bấm vào nút đăng ký kênh thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, như bấm vào chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.